bắt được một cặp đôi. Đấy. Bắt một cặp đôi đang nện nhau trong chuồng. Đấy, con đực to thế mà, thấy không? Con lại đực dã man luôn. Giờ chiều các bác thôi, cái này em thả rông nhưng mà bây giờ nó ngậy, ngậy bung luôn cái cửa ra, chui vào. Quá đẹp luôn. Đang phối nhá. Con mẹ ngoài này chắc ngày mai ngày kia phối. Con đang lang thang kia, em thả rông nó chạy lon ton ở cái vườn vầu này. Bác nào đặt gạch đặt luôn này. To, hoàng tử lợn đực. Con lợn cả quá to luôn. Giờ tầm 70 cân, 80 cân ấy. Giờ nếu hơi chọc có vào đấy à? Vá mối đít à? Lợn choảng nhau vã cả mối đít. Đấy, bắt là gạch đây. Dạ. Im nào con ngốc kìa. Em chụp toàn cảnh nhá. Đẹp không? Mấy con to to hơn này là của nó đẻ trước mấy hôm. Đấy, 2 tuần sao? Đấy, một đàn. Cái này tháng này chạy dễ sao kia nào, rồi năm kia một tháng là tuyệt vời luôn, nghĩ nhá, một tháng nữa là cứ còn yến là ngon lành rồi. Tao không quay phim mày nữa, cứ làm đi. Và làm lại còn xấu hổ. Và vẩn. Đang cho phối. Mấy chú đang lang thang ngoài. Đấy. Bác nào đặt gạch lợn tên lửa nhá. Đặt gạch trước đi nhá. Con đàn. Đây, cái này phối xong cái là lại tiếp tục. Ba con mẹ đang lang thang ngoài. Em mở tung cho nó ra ngoài, em chẳng nhốt đâu. Gọi là đặt nhốt, nhưng có nhốt thì ngon đâu. Bọn này bây giờ đang tách sữa thì để tạm thời đây. Mai thả hết cho nó chạy lông nhông ngoài rồi. Đấy, bác nào đặt gạch là đặt trước đi nhá.